Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ảnh quá khứ chưa từng tiết lộ của con trai Đàm Vĩnh Hưng và cách xưng hô đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hưng và con trai. Đàm Vĩnh Hưng từng đưa con ruột bé Polo Huỳnh đến nhiều sự kiện nhưng giấu kín danh tính của bé. Gần đây mới công khai, Giáng sinh đầu tiên bên con trai Đàm Vĩnh Hưng trang hoàng nhà cửa. Chọn trang phục chủ đề Noel cho mình và con để chụp ảnh kỷ niệm. Nam ca sĩ nói, sự hiện diện của Bolo là hạnh phúc vô bờ bến với anh, từ khi vài tháng tuổi, Bolo đã là cậu bé hay cười và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống bố. Nam ca sĩ cho biết mình không phải bố đơn thân nhưng xin phép giấu kín thông tin mẹ em bé. Khi Polo tròn một tuổi, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho bé, giới hạn khách mời là người thân và bạn bè thân thiết. Theo nam ca sĩ, con trai sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Từ khi một tuổi, cậu nhóc đã thường đánh nhịp, nhúng nhảy mỗi khi nghe bố đàn hát, không giấu giếm chuyện có con ruột với người thân và bạn bè thân thiết. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng luôn kính tiếng với truyền thông. Đưa Polo đến tiệc sinh nhật của mình hồi tháng 10 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ lúc này không đưa ra bất kỳ lời giới thiệu nào về cậu bé. Khi Polo chụp ảnh cùng bố Đàm Vĩnh Hưng và hai anh chị tại sảnh tiệc, nhiều người nghĩ đây là một người cháu trong gia đình nam ca sĩ. Trước khi có con trai ruột, Đàm Vĩnh Hưng nhận hai con của em gái làm con nuôi, chăm lo việc học hành và giáo dục các bé. Con trai ở hậu trường Lai Show Đàm Vĩnh Hưng hồi tháng 12 năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng ghi lại khoảnh khắc bên con dịp Tết Nguyên đáng 2021 tại nhà riêng. Nam ca sĩ cho biết trước khi công khai danh tính con trai, anh khỏi sở vì đi đâu cũng phải che chắn giấu giếm. Những khi mang bolo đi biểu diễn hay đi chơi cùng, nhiều người nhận xét cậu nhóc có nhiều nét giống Đàm Vĩnh Hưng, nhưng anh cũng không dám nhận đó là con mình. Bolo từ nhỏ đã là cậu bé hiếu động, tình cảm nhưng cũng rất hiểu chuyện, khiến Đàm Vĩnh Hưng tan chạy vì những biểu cảm dễ thương. Đàm Vĩnh Hưng nói, anh thành thạo mọi việc bỉm sửa, chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ từ khi cậu bé chào đời đàm vĩnh hưng cho biết anh có động lực sống mạnh mẽ hơn và bớt ngông cuồng hơn thua và bao đồng từ ngày có con trai bolo huỳnh cách xưng hô kỳ lạ giữa đàm vĩnh hưng và con trai ruột về phía con trai đàm vĩnh hưng mới đây trên tài khoản tiktok của bolo huỳnh đã đăng tải đoạn clip quý tưởng nhà đàm vĩnh hưng gọi ba bằng những cái tên độc đáo khiến ai nấy đều phải phi cười cụ thể khi được hỏi người trong hình là ai bolo huỳnh hăng hái đáp Mr. đàm Tiếp theo đó, Nhóc Tì còn liên tục gọi Đàm Vĩnh Hưng với biệt danh đại ca nhiều lần. Trong lúc nam ca sĩ không có mặt, quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng tinh nghịch chỉ trỏ khắp mọi nơi và tiếp tục khẳng định cái này là đại ca mà, khiến nhiều người phải bó tay trước độ tinh nghịch của Nhóc Tì. Có thể thấy khi không có ba bên cạnh, bô lô hình vẫn rất thoải mái chơi đùa với mọi người xung quanh mà không hề sợ hãi, thậm chí còn tương tác chơi cùng mọi người. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo